chào các bạn. Ở video lần trước thì mình đã giới thiệu với các bạn về cách làm trà sữa trân châu rồi đúng không nào? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn vặt cũng vô cùng thơm ngon nữa. Đấy chính là làm thạch ly. Các bạn có thể là ăn luôn cùng với trà sữa đấy. Để làm được món này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau nhé. Thứ nhất là một gói thạch này, mình dùng rau câu dẻo của Thảo Vi các bạn nhé. Tiếp theo là 100g đường, 1 lít nước các bạn ạ. Và siro màu nhé. Nếu như mà các bạn không có siro ấy thì các bạn có thể dùng bằng nước ngọt, ví dụ như là nước cam hoặc là nước sting chẳng hạn, để các bạn tạo màu cho thạch nhé. Và tiếp theo là các bạn sẽ dùng ly, một cái to và một cái bé để mình tạo thành cái cốc ấy. Mình tận dụng luôn cái ly ăn mì này các bạn này, một cái cốc bé hơn mình bỏ bên trong nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ cắt gói rau câu ra nhé. Các bạn lấy khoảng chừng 10g rau câu, các bạn trộn đều với đường cho mình nhé. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái xong, rồi các bạn cho vào đấy 1 lít nước nhé. Giờ chúng ta sẽ cho rau câu vào xong nước và quấy đều lên nha các bạn. Các bạn sẽ cho từng chút một thôi và các bạn sẽ khuấy tan lên nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắc lên bếp và đun nhá. Khi mà rau câu được rồi các bạn thì các bạn sẽ múc ra một cái ca nhé. Các bạn dùng cái ca mà nó có cái vòi thì các bạn rót nó sẽ dễ hơn. Mình sử dụng vị dâu tây, vị sô-cô-la và bạc hà các bạn ạ. Tùy các bạn thích ăn vị gì thì các bạn có thể chế vị đấy nhé. Các bạn sẽ đổ đều cái phần rau câu vào các cái siro như này nhé. Sau đấy thì các bạn sẽ để cho nó đông lại. Cái phần thạch ở cái đáy cốc của chúng ta nó đã bắt đầu đông lại rồi này các bạn này. Bây giờ các bạn sẽ lấy một cái que sim nhọn như này và các bạn sẽ chọc những cái lỗ nhá. Các bạn chọc đều, chọc dày và để một lát nữa chúng ta đổ phần thạch tiếp theo thì nó sẽ có sự kết dính nhá. Các bạn sẽ cho cái ly vào nhé. Sau đó các bạn tiếp tục rót thạch rau câu của chúng ta vào nhé. Các
đông lạnh nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lấy những cái thạch này và cắt ra các bạn nhé. Chúng ta sẽ cắt nhỏ hạt lựu ra nha. Khi mà thạch của mình đã đông rồi thì bây giờ các bạn sẽ bỏ cái ly này ra nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rót trà sữa vào đây và thưởng thức nhá. Đầu tiên các bạn sẽ cho thạch vào trước nhá. Mình đã làm được những cái miếng thạch màu rất là đẹp này các bạn này. Mình đã có một ly trà sữa vô cùng thơm ngon rồi đấy các bạn ạ. Những miếng thạch nhiều màu sắc rất là đẹp này. Đó. Và đặc biệt là khi mà uống hết trà sữa thì các bạn có thể ăn luôn cái ly này được nhé. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức nhé. Hấp dẫn quá các bạn ạ. Như vậy là với những nguyên liệu đơn giản dễ làm, chúng ta đã có một ly trà sữa thơm ngon rồi đấy. Đặc biệt hơn nữa là các bạn uống hết trà sữa, các bạn có thể ăn luôn được cả thạch và cả ly nữa nhé. Các bạn thấy thú vị không? Các bạn hãy thử làm và cùng thưởng thức nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.